Vâng, dạ, xin chào các bác. Em có một cái chiếc máy điều hòa di động Sennheiser 3 chức năng của các bác. Chiếc này thì năm nay tuyệt nhiên là không có hàng. Mỗi năm thì cái chiếc này bán cực sướng, về bao nhiêu hết ngần đấy. Năm nay thỉnh thoảng nhỏ giọt có một hai chiếc mua lại của anh em thì nhập về bán cho các bác. Chiếc này 3 chức năng, có chức năng làm lạnh, hút ẩm 20 lít một ngày và chức năng quạt gió. Hình thức thì vẫn còn khá là sáng đẹp, ok. Hình thức khá là đẹp đấy. Chức năng hẹn giờ này các bác này, 3 cấp độ gió khác nhau. Chức năng làm lạnh này, hút ẩm này, quạt gió, đảo cánh gió tự động, made in Japan. Con này dàn nó còn rất là mới các bác nhé, dàn từ dàn nóng đến dàn lạnh em đã kiểm tra rồi, như mới tinh, đẹp luôn, dàn cực đẹp nhé. Giờ đây đang hơi nước đang lạnh, lạnh dàn. Chiếc này rất phù hợp cho các bác nào mà mình dùng làm thổi mát trực tiếp, thổi mát trực tiếp. Đấy. Lấy cái hơi lạnh của nó thổi trực tiếp rất là dễ chịu luôn, hơi mát nó vào khoảng 25 độ C. Điện con này 220V luôn. Đây là cái cửa thoát khí nóng đằng sau này các bác nhé. Đấy, thoát khí nóng đằng sau. Chiếc này em bán 2,9 triệu. Đấy, có một chiếc thôi, bán giá cũng vừa phải. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Bên kia này nó là bình nước này. Đã chảy một lúc thì nước ra các bạn này. Này, vào ngày nồm các bác có thể hút ẩm được luôn, còn cái ngày nóng thì các bác dùng thay cho quạt hoặc là dùng cho các cái phòng nhỏ nhỏ. Hàng nhật bảo hành 6 tháng thôi nhé. Chào các bác.